Kính chào các bạn đã đến với giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam tranh cúp cà phê đầy mang đen năm 2023. Và các bạn là cổ động viên của Kinh tế Quốc dân thì không biết cảm nhận hiện tại của các bạn là ra sao ạ? Đầu tiên cho mình chào đến khán giả của trận bóng. Chắc là bọn mình đến đây là cổ động viên của Kinh tế Quốc dân. Lần đầu tiên thì mình sẽ muốn nói là bọn mình đến đây với tinh thần là giao lưu, học hỏi hòa bình và hữu nghị. Còn để nói cảm xúc về trận đấu ngày hôm nay thì có thể là Kinh tế Quốc dân chưa giành được chiến thắng, có thể là chưa vui được lắm. Nhưng mà mình nghĩ là 30 chưa thể là Tết mà mình còn rất là nhiều trận đấu tiếp theo. Và cổ động viên chúng tôi sẽ đồng hành cùng các cầu thủ đến hết. Và mong là Kinh tế Quốc dân sẽ khởi sắc vào trận đấu tiếp theo. Dạ vâng ạ. Thì không biết rằng là một trong số ít những cổ động viên của Kinh tế Quốc dân tới với trận đấu này và tới với giải đấu này, thì các bạn có đi một điều gì nhắn nhủ đến những các bạn cầu thủ cũng như cổ động viên khác của trường mình không ạ? Thật ra đây không phải lần đầu tiên mà chúng mình đồng hành cùng với đội tuyển trường Kinh tế Quốc dân. Đã có rất nhiều giải đấu trước đấy rồi. Tuy nhiên thì để mà nói đồng hành cùng với giải 11 thì đây là lần thứ hai. Lời đầu tiên thì mình muốn gửi lời đến các đội tuyển Kinh tế Quốc dân một lời chúc các bạn sẽ luôn luôn giữ một tâm lý thật tốt, thật ổn định, một thể lực tốt để có thể chiến đấu trong các trận đấu tiếp theo. Và tiếp theo thì mình cũng muốn gửi gắm lời đến các cổ động viên là các bạn hãy luôn luôn đồng hành cùng với các đội tuyển của trường Kinh tế Quốc dân, bởi vì đội tuyển Kinh tế Quốc dân không chỉ đi thi để giành lại chiến thắng cho trường đại học mà còn là mang về một cái niềm tự hào, một cái niềm vinh dự cho trường đại học Kinh tế Quốc dân. Và mình chúc cho các cầu thủ sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa để luôn vì màu áo chiến đấu hết mình vì Kinh tế Quốc dân. Không biết rằng là các bạn có một cái slogan hay một cái khẩu hiệu chung nào đó dành cho đội bóng của mình không ạ? Có. Ơi, 1 2 3 Kinh tế, 2 3 Quốc dân, 2 3 Kinh tế Quốc dân. Một slogan, một khẩu hiệu vô cùng ấn tượng, và hy vọng Kinh tế Quốc dân sẽ phát triển hơn, sẽ mạnh mẽ hơn, và họ sẽ có 3 điểm ở trận đấu tiếp theo của mình. Xin cảm ơn.